Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Chúng ta cùng xét bài toán sau. Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vân vân đến 49. Thế còn đây, bài toán cho chúng ta 49 số tự nhiên liên tiếp. Bắt đầu từ số 1 cho tới số 49. Và yêu cầu là điền các số trên vào ô vuông 7 x 7 sao cho tổng của 7 ô hàng dọc, 7 ô hàng ngang và hai đường chéo đều bằng 175. Thì đây là hình ảnh minh họa của cái ô vuông 7 x 7. Các em quan sát là nó gồm có 7 hàng dọc, có 7 hàng ngang, có hai cái đường đường chéo. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải điền làm sao 49 số tự nhiên này. Đây, điền vào mỗi một cái ô vuông nhỏ bên trong này là một số. Sao cho tổng của tất cả các hàng ngang, tất cả các hàng dọc và tổng của hai đường chéo thì các số cộng lại đều bằng 175. Thì các em thấy đây là một bài toán tương đối là phức tạp. Và chắc chắn là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian cũng như là giấy mực của các em nếu như muốn chinh phục được cái bài toán này. Trong cái video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn thật là chi tiết, cụ thể cái quy luật điền số vào cái ô vuông 7 x 7 này như thế nào. Thế để giải quyết được một cái bài toán lớn này thì trước tiên là chúng ta sẽ đi làm một cái bài toán nhỏ trước đã. Là chúng ta sẽ điền số vào cái ô vuông 3 x 3. Thì chúng ta có cái bài toán sau. Đây là một bài toán rất là quen thuộc với các em rồi. Bài toán cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây cũng là 9 số tự nhiên liên tiếp. Điền các số trên vào ô vuông 3 x 3. Sao cho tổng của 3 ô hàng dọc, 3 ô hàng ngang và các đường chéo đều bằng 15. Đây là hình ảnh của cái ô vuông 3 x 3 gồm có 3 hàng dọc, 3 hàng ngang. Nhiệm vụ là điền các số từ 1 đến 9 vào 9 cái ô vuông nhỏ này. Làm sao cho tổng của hàng ngang, tổng 3 hàng dọc, tổng của các số ở hai đường chéo nó đều bằng 15. Thế thì để giải quyết được cái bài toán này thì chúng ta nắm cho thầy bốn cái quy tắc sau. Quy tắc 1. Đi theo đường chéo hình vuông về bên phải từ trên xuống dưới. Đây, thầy minh họa một hình ảnh như này. Chúng ta sẽ đi theo đường chéo của hình vuông, ô vuông đây là ô vuông 2 x 2 các em nhé. Sẽ đi theo đường chéo từ trên xuống dưới này. Từ trên xuống dưới theo chiều hướng từ trái qua phải. Đi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Giả sử đây là ô số 1 thì khi mà sắp xếp ô số 2 thì chúng ta sẽ đi theo chiều như này. Đây sẽ chính là ô số 2. Nếu như quy tắc 1 không được thì chúng ta sẽ có cái quy tắc 2. Là nếu như bên phải bị chặn hoặc không có, tức là không dùng được quy tắc 1 thì đi theo đường chéo hình chữ nhật về bên phải từ dưới lên trên. Đấy, đi theo đường chéo hình chữ nhật từ dưới lên trên sang bên phải. Giả sử đây là số 1 thì các bạn sẽ điền số tiếp theo số 2 là nó phải ở ô ở trên này. Tiếp theo nếu như quy tắc 2 không dùng được thì chúng ta sẽ có quy tắc 3. Nếu bên phải bị chặn hoặc không có, bên trên cũng không có thì đi theo đường chéo hình chữ nhật về bên trái theo chiều từ trên xuống dưới. Đấy, tức là quy tắc 1, quy tắc 2 đều không dùng được thì chúng ta dùng quy tắc 3. Giả sử ở đây 2 không dùng quy tắc 1 được. Số tiếp theo không dùng quy tắc 2 được, chúng ta phải dùng quy tắc 3. Đi theo chiều từ trên xuống này sang bên trái. Đây sẽ là số 3 tiếp theo. Thế trong trường hợp là cả ba quy tắc trên đều không dùng được
Thì chúng ta sẽ dùng quy tắc 4. Nếu bên phải bị chặn hoặc không có, bên trên không có, bên trái cũng không có để đi, thì chúng ta sẽ đi theo đường thẳng từ dưới lên theo hình chữ nhật. Giả sử đây 3, quy tắc 1 không dùng được, quy tắc 2 không, 3 không, thì phải dùng quy tắc 4 đi thẳng lên trên này, hai ô liên tiếp các em nhé. Thì từ 3 sẽ lên là 4. Thầy lưu ý là tùy vào từng ô vuông. Ví dụ ô 3 x 3 thì chúng ta quy tắc 2 và quy tắc 3 này, nhưng mà ô 5 x 5, 7 x 7, 9 x 9, 11 x 11, 13 x 13, vân vân. Thì cái quy tắc 2 và quy tắc 3 này nó cũng sử dụng như thế, nhưng nó thay đổi một chút ở cái hình chữ nhật. Tức là cái hình chữ nhật nó không còn là 3 x 2 nữa, mà có thể nó sẽ là 7 x 2, 5 x 2, vân vân. Thế bây giờ áp dụng 4 quy tắc này, chúng ta sẽ điền vào cái ô vuông 3 x 3. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái ô đặt số 1. Thầy sẽ chọn cái ô ở giữa này là ô số 1. Thế các em có thể chọn ở đây, chọn ở trên đây, chọn ở trên này, ở đây. Tuy nhiên thì nó đều ở vị trí như nhau thôi, bởi vì khi các em quay cái hình vuông đi thì các bạn lại đặt nó lại đúng ở cái vị trí ở dưới này thôi. Bây giờ bắt đầu này, chúng ta sẽ sử dụng 4 quy tắc. Quy tắc 1, đi theo đường chéo hình vuông ô vuông 2 x 2 không được, bởi vì ở dưới này hết rồi. Chúng ta sẽ dùng quy tắc 2, đi theo đường chéo hình chữ nhật theo chiều từ dưới lên, dưới lên sang bên phải. Như vậy chúng ta sẽ được ô số 2 đây. Thầy sẽ làm chậm một chút nhé, các bạn cùng vẽ hình và làm theo thầy này. Quy tắc 2 lên 2. Bây giờ áp dụng quy tắc 1 không được, bởi vì bên ngoài này là hết rồi. Quy tắc 2 trên này cũng hết. Như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng quy tắc 3, đi theo đường chéo hình chữ nhật từ trên xuống này sang bên trái. Chúng ta sẽ được ô số 3 đây. Bây giờ quy tắc 1 thì không đi được, bởi vì là bị chặn ở đây rồi, chặn bởi số 1. Đi lên thì không còn nữa rồi. Đấy, các bạn thấy này, đi lên theo đường chéo hình chữ nhật ở đây là 3 x 2 thì không còn hình chữ nhật nữa rồi. Quy tắc 3 sang trái cũng không còn. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc 4 là đi theo từ dưới lên này, liền với ô số 3 theo hình chữ nhật lên trên. Như vậy chúng ta được ô ở đây là ô số 4 rồi. Áp dụng quy tắc 1, bởi vì bên này chúng ta trống, chúng ta được số 5 ở đây. Ở đây trống thì chúng ta tiếp tục áp dụng quy tắc 1 được. Chúng ta được ô đặt ô số 6 ở đây. Bây giờ quy tắc 1 hết, bởi vì ngoài này trống rồi. Quy tắc 2 lên theo hình chữ nhật này, trên này trống không có. Quy tắc 3 xuống dưới này hình chữ nhật cũng không có. Như vậy áp dụng quy tắc 4 lên trên này một ô, chúng ta được ô số 7. Ô tiếp theo, quy tắc 1 không được, quy tắc 2 không có. Chúng ta áp dụng quy tắc 3 xuống dưới này, các bạn thấy chúng ta sẽ thu được ô số 8 ở đây. Để theo chiều từ trên xuống sang bên trái, ô số 8. Tiếp theo là quy tắc 1 không được. Như vậy chúng ta sử dụng quy tắc 2 lên trên này theo đường chéo chữ nhật sang bên phải. Chúng ta được ô số 9. Đấy, như vậy là các bạn thấy là thầy vừa điền xong 9 số tự nhiên từ 1 đến 9 vào cái ô vuông 3 x 3. Bây giờ các bạn kiểm tra lại xem nhé. 4 cộng 9 13 này, cộng 2 15. 4 cộng 3 là 7, cộng 8 15. 8 cộng 6 14, 1 15. 8 cộng 5 13, cộng 2 15. Vậy các bạn thấy là theo quy luật này thì tất cả các ô, tất cả các hàng ngang này, tổng hàng ngang, tổng hàng dọc, tổng hai đường chéo đều có tổng bằng 15. Thế thì bây giờ đây là ô 3 x 3 thầy làm để cho các bạn dễ dàng chúng ta nhìn ra được. Đấy, trước khi bước vào cái ô 7 x 7 nó phức tạp hơn rất nhiều. Đấy, chúng ta bây giờ các bạn lấy giấy nháp ra. Đây, các bạn làm lại một lượt cho thầy để cho nó nắm chắc được cái quy luật này.
Rồi, sau khi đã nắm chắc được quy luật rồi thì chúng ta sẽ bắt tay vào giải cái ô phức tạp hơn rất nhiều, là ô vuông 7 x 7 gồm có 7 hàng dọc, 7 hàng ngang. Bây giờ chúng ta cũng sẽ chọn cái ô đặt số 1 trước các em nhé. Đây, chúng ta sẽ đặt cái ô đây. Ở đây có 7 thì chúng ta sẽ chọn cái ô này. Đây, ở giữa. Chúng ta chọn nó là số số 1. Như vậy quy tắc 1 không được bởi vì dưới này hết này. Nên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc 2. Được ô số 2 đây. Đấy, thầy lưu ý nhá, là quy tắc 2 này các bạn phải vận dụng cho linh hoạt này. Đối với cái ô vuông 3 x 3 ấy, thì cái hình chữ nhật ở đây sẽ là 3 x 2. Nhưng mà đối với cái ô vuông 7 x 7 này thì hình chữ nhật của nó sẽ là 1 2 này, 3 4 5 6 7 x 2 nhá, tức là dài của nó là 7 ô, rộng là 2 ô. Chúng ta sẽ đi theo đường chéo hình chữ nhật lên đây. 2. Thế thì ô số 3 sẽ ở đâu? Thì chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc 1 bởi vì bên phải này trống này nên chúng ta áp dụng quy tắc 1 được, chúng ta được số 3 đây. Tiếp tục bên phải này vẫn còn trống nên chúng ta vẫn áp dụng được theo đường chéo của cái ô vuông 2 x 2, chúng ta được ô số số 4 ở đây. Thế đến đây thì ô số 4 đến ô số 5 thì quy tắc 1 không dùng được nữa bởi vì bên này là hết rồi. Quy tắc 2 lên đường chéo hình chữ nhật thì không có. Như vậy chúng ta phải áp dụng quy tắc 3. Đi theo chiều từ trên xuống dưới sang trái của cái hình chữ nhật, chúng ta được ô số 5 ở đây. Tiếp theo các bạn lại sử dụng quy tắc 1 được. À, chúng ta được ô số 6. Tiếp tục áp dụng quy tắc 1, chúng ta được ô số 7. Thế đến đây không dùng quy tắc 1 được nữa rồi. Bởi vì bị chặn ở dưới số 1. Quy tắc 2 thì cũng không có cái hình chữ nhật. Ở trên này là trống rồi. Bắt buộc là quy tắc 3 không có, bắt buộc thì phải dùng quy tắc 4 thì chúng ta được số 8 điền vào ô này. Bây giờ số 9 thì chúng ta áp dụng lại được quy tắc 1 rồi bởi vì bên này nó trống, à, chúng ta được 9 này. Tiếp tục quy tắc 1 chúng ta được số 10 ở đây. Đến đây quy tắc 1 hết bởi vì không còn ô dưới này nữa. Chúng ta dùng quy tắc 2. À, đi theo đường chéo hình chữ nhật sang bên phải từ dưới lên trên. Đây, chúng ta được số 10 một ở đây. Lại tiếp tục dùng quy tắc 1, chúng ta được số 12 ở đây. Bây giờ quy tắc 1 hết này, bởi vì ô này không có. Quy tắc 2 không có. Như vậy chúng ta dùng quy tắc 3, chúng ta được số 13 đây. Bên này trống chúng ta dùng quy tắc 1 được số 14 này. Quy tắc 1 hết. Quy tắc 2 không dùng được. 3 không dùng được, như vậy phải dùng 4. Đấy, được số 15. 15 dùng tiếp tục 1. Được 16 này. Tiếp tục quy tắc 1. Chúng ta được ô số 10, 17. Bên này vẫn trống. Chúng ta được số 18, vẫn quy tắc 1. Bên này trống, vẫn dùng quy tắc 1, chúng ta được số 19. Đến đây thì quy tắc 1 không dùng được nữa rồi, bởi vì ở bên này là trống rồi. Như vậy đến đây chúng ta dùng quy tắc 2 lên trên này. À, chúng ta có cái đường chéo với chữ nhật trên này vẫn trống. Chúng ta điền vào đây là 20. Bây giờ quy tắc 1 không dùng được nữa này. Quy tắc 2 không. À, chúng ta dùng quy tắc 3. À, chúng ta đi theo đường chéo chữ nhật từ trên xuống sang bên trái. Chúng ta được số 20, 11. Bây giờ quy tắc 1 bị chặn rồi, hết. Quy tắc 2 không được, quy tắc 3 không. Chúng ta dùng quy tắc 4, được số 22. Rồi bây giờ để cho nhanh nhá, thì thầy sẽ không đọc cái từ quy tắc nữa. Để cho nó tiết kiệm cái thời gian đi nhá. Thế bây giờ này, được số 22, số tiếp theo dùng 1 chúng ta được 23. Đấy. Tiếp tục đây trống chúng ta lại tiếp tục dùng 1 được 24 vẫn trống, vậy là dùng quy tắc 1 được 25. Tiếp tục dùng 1 chúng ta được số 26,
Đây vẫn trống, dùng 1. Được 27. Đây vẫn trống, dùng 1. Được 28. Đến đây hết quy tắc 1, không dùng nữa. Đây trống đây. Quy tắc 2 lên đây, trống không được. Quy tắc 3 xuống dưới này trống không được. Như vậy chỉ có thể dùng quy tắc 4 lên trên này một ô là 20, 19. Số tiếp theo là 30. Chúng ta không dùng quy tắc 1 được. Bởi bên này trống này, quy tắc 2 không có. Dùng quy tắc 3, 29 đi theo đường chéo xuống dưới đây. Chúng ta được 30. Tiếp theo, quy tắc 1 không dùng được. Chúng ta dùng quy tắc 2 lên đây. 31. Rồi, bên phải này trống dùng quy tắc 1 được 32 này. Bên phải vẫn trống dùng quy tắc 1 được 33. Bên phải vẫn trống dùng quy tắc 1 được 34. Bên phải vẫn trống dùng quy tắc 1 được 35. Hết, bây giờ bởi vì bị chặn ở đây rồi, không dùng quy tắc 1 được nữa. 2 không dùng được. 3 không dùng được. Đó, như vậy chỉ dùng quy tắc 4. 36 ở đây. Rồi số 37 sẽ dùng quy tắc 1 đi theo đường chéo này, được 37 này. Số 38 thì sẽ nằm ở đâu? Như vậy quy tắc 1 hết này. Quy tắc 2 không này. À, chúng ta dùng quy tắc 3, số 38 ở đây. Tiếp tục được quy tắc 1, dùng quy tắc 1 chúng ta thu được số 39 ở đây. Hết quy tắc 1. Rồi ô này trống rồi. Bây giờ các bạn sẽ dùng quy tắc 2, chúng ta thu được số 40 ở trên này. Bây giờ bên phải này trống dùng quy tắc 1 được, chúng ta thu được 41 này. Bên phải vẫn trống dùng quy tắc 1 được 42. Đến đây bị chặn bởi 36, không dùng quy tắc 1 được nữa. Quy tắc 2 không, quy tắc 3 không, như vậy chỉ dùng quy tắc 4. Chúng ta được 43. Bên này trống chúng ta dùng quy tắc 1 được 44. Dùng quy tắc 1, đây đây được 45. Quy tắc 1 hết, quy tắc 2 không. À, chúng ta dùng quy tắc 3, chúng ta thu được 46 ở đây. Dùng quy tắc 1 chúng ta được 47. Dùng quy tắc 1 tiếp chúng ta được 40, 18. Ở đây hết quy tắc 1. Bây giờ chuyển sang quy tắc 2 đi theo đường chéo chữ nhật lên đây thì chúng ta thu được 40, 49. Đấy, như vậy các em thấy là thầy vừa mới điền 49 số tự nhiên liên tiếp, các em thấy là 49 số vào 49 ô vuông này của cái ô vuông 7 x 7. Để làm sao được tất cả các ô hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều có tổng bằng 175. Thì bây giờ các bạn kiểm tra lại này. Các em cộng tất cả các số 22 cộng 21 cộng 13 cộng 5 này, cộng 46 cộng 38 cộng 30, chúng ta thấy tổng nó bằng 175. Hàng ngang lại cũng vậy này, đường chéo cũng vậy này, đều có tổng bằng 175. Thì trên đây là cái quy luật để cho chúng ta điền cho các ô vuông lẻ 3 x 3 này, 5 x 5, 7 x 7, 9 x 9, 13 x 13, thậm chí là nhiều hơn nữa. Thì các bạn chỉ cần dùng bốn cái quy tắc này để các em hoàn toàn có thể điền vào các ô vuông theo cái ý của mình. Lưu ý ở đây là các số tự nhiên là phải hơn kém nhau một đơn vị, tức là các số tự nhiên liên tiếp. Thế thì các em mà còn thắc mắc gì thì các em có thể là comment ở phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm. Thì bạn nào mà có những cái cách làm mới, những quy luật mới sáng tạo hơn thì chúng ta sẽ cùng đưa ra đây để cùng thảo luận, tìm ra được những cái phương án điền số cho nó mới mẻ và sáng tạo hơn. Nếu như các em thấy cái video này nó ý nghĩa thì hãy chia sẻ để cùng ủng hộ cho kênh fanpage Thầy Hưng dạy toán các em nhé. Cuối cùng, xin chúc tất cả các em luôn mạnh khỏe, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.